Hello, xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tuần Tăng Khám Phá của Sunny. Ngày hôm nay, Sunny đang có mặt tại nhà thờ chính tòa Kitô Vua, hay còn được gọi là nhà thờ đá Nha Trang. Xin mời các bạn cùng với Sunny, chúng ta cùng đi lên tham quan và khám phá vẻ độc đáo của ngôi thánh đường này các bạn nhé. Nhà thờ đá Nha Trang được xây dựng vào năm 1928 và hoàn thành vào năm 1933, được xây dựng trên một ngọn đồi khá cao nên còn được gọi là nhà thờ núi cho tới ngày hôm nay, tức là nhà thờ đã trải qua lịch sử gần 90 năm rồi đó các bạn. Và khi đến với nhà thờ đá Nha Trang, chắc chắn các bạn cũng không khỏi bất ngờ và ấn tượng với bức tường bên hông nhà thờ chứa hàng ngàn phần mộ, chứa cho cốt của những người quá cố trong giáo xứ đó các bạn. Theo Sunny được biết thì đây là những phần mộ người quá cố được di dời từ nghĩa trang của giáo xứ về đây đó các bạn. Nhà thờ đá Nha Trang luôn là một điểm đến rất thú vị đối với du khách. Vì vậy ngày hôm nay các bạn có thể thấy rất đông du khách đã đến với nhà thờ đá Nha Trang. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic, dù trải qua lịch sử gần 90 năm nhưng vẫn thực sự rất uy nghiêm và lộng lẫy đó các bạn. Các khối đá lập thể đã nhuốm màu thời gian, trải qua lịch sử gần 90 năm, nhưng vẫn thực sự rất là khỏe khoắn, uy nghi và cuốn hút đó các bạn. Và khi các bạn đến với nhà thờ đá Nha Trang, các bạn nhớ khung giờ mở cửa của ngày thường đó là 5:30 đến 17 giờ chiều đó nha các bạn. Còn riêng ngày chủ nhật khung giờ mở cửa là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và 11 giờ trưa cho đến 16:30 nha các bạn. Các bạn có thể thấy khu hành lang với những nét Gothic cổ rất là độc đáo đó các bạn. Và theo Sunny được biết thì khu tháp chuông của nhà thờ cũng rất là đặc biệt đó các bạn. Với hai quả chuông bằng đồng lớn được chế tác bởi hãng chuông nổi tiếng của Pháp là Bourdon Carillon. Những hình ảnh trong khu thánh đường với những đường nét mang kiến trúc Gothic thực sự rất là ấn tượng đó các bạn. Khu thánh đường rất rộng lớn với rất nhiều ánh sáng kết hợp với các vòm uốn cong hướng thẳng lên trời như những mũi tên, nhìn rất hài hòa và đẹp mắt đó các bạn. Còn đây là bảng thông tin và giờ lễ các bạn có thể tham khảo để chúng ta tham dự những thánh lễ của nhà thờ đá Nha Trang đó các bạn nhé.
Còn đây là phần mộ của đức cố giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Đó các bạn. Còn đây là phần mộ của đức cố giám mục Marcel Piquet Lợi, nguyên là giám mục tuyên khởi giáo phận Nha Trang đó các bạn. Ở khu vực này cũng có rất nhiều phần mộ chứa cho cốt của những người quá cố trong giáo xứ đó các bạn. Những hình ảnh tại khu vực Đại Đức Mẹ, nhà thờ đá Nha Trang, Sunny cũng xin được kết thúc video tại đây. Các bạn xem video nếu thấy hay đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo của Sunny nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Dạ, bên đó có từ dạ về ạ.